Lời đầu tiên cho em Khởi xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị em, bà con cô bác. Hôm nay thì em Khởi lại lên sóng giới thiệu đến quý anh chị và con cô bác một cái mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009. Động cơ máy là 1.1, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Được mang sơn xi màu bạc, mang biển kiểm soát 29A668301. Đấy, cái mẫu xe là một em Hyundai Getz bản đủ. Đấy, xe thì được trang bị đèn gầm, rồi túi khí an toàn, hai đèn chân, màn hình cam lùi đầy đủ rồi. Đấy, xe rất là đẹp. Chiếc này thì 2009, bên em không có hỗ trợ trả góp. Ngoài ra những cái mẫu xe khác đang có sẵn tại chợ bên em, sản xuất từ đời 2014 là bên em có hỗ trợ trả góp bình thường, kèm theo một bản cam kết là xe không đâm xô, không ngập nước, giấy tờ chuẩn chỉnh 100% về mặt pháp lý, sang tên trong một nốt nhạc thôi. Bên em bán hàng thì có bao rút hồ sơ gốc và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Quý anh chị và các bạn mà rối rãi thời gian thì quý anh chị và các bạn cứ đến thẳng trực tiếp cửa hàng bên em, đặt tại ngay cạnh trạm thu phí quốc lộ 5 cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay mặt đường 5 thôi. Quý anh chị và các bạn đến trạm thu phí là quý anh chị và các bạn đã có mặt tại chợ bên em rồi, xem tận mắt ôm vô lăng lái thử xem có đúng như em Khởi giới thiệu và cam kết hay không. Quý anh chị và các bạn xem video của em, như quý anh chị và các bạn đăng ký kênh của em Khởi rồi thì quý anh chị và các bạn cho em Khởi xin một like ủng hộ em Khởi. Còn những quý anh chị và các bạn mới xem video của em lần đầu thì quý anh chị và các bạn cho em Khởi xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ em Khởi. Qua màn hình nhỏ thì quý anh chị và các bạn cũng có thể nhìn thấy sơn xì của chiếc xe còn rất là đẹp luôn, còn rất còn căng mọng sáng bóng luôn, mỡ mà mờ, không có một vết xước nào cả. Em này thì đã được lên la răng đúc bốn bánh rồi. Đấy, em này lên la răng đúc rồi, rất là đẹp luôn. Đấy, làm chấu rất đẹp. Bên em bán hàng thì có bao test hãng, test thợ, test gara toàn quốc luôn nhé quý anh chị các bạn. Đấy, xe thì thân vỏ không lỗi, máy móc thì cực kỳ là chất rồi. Đấy, về mưa chân kính đã được ốp lốc hết toàn bộ rồi. Đấy, ghế lỉ theo xe vẫn còn nguyên nhé quý anh chị các bạn, ốc bản lề đã rồi tem mác của nhà sản xuất còn nguyên hết, nắp đi của nó đây ạ. Đấy, rất là đẹp, keo chỉ đây. Đẹp luôn, trần bọc da, lau chùi rất là dễ, rất là căng, rất đẹp. Táp ly đây, không có xước xác gì cả, trông còn cực kỳ là chất luôn. Keo chỉ zin đét hết, keo chỉ zin. Còn đây là phần của lốp của chiếc xe. Đấy, quay ở cái cổng đi, xe cộ nó vào hơi nhiều nên là có rung lắc hay có tiếng ồn thì mong quý anh chị và các bạn thông cảm cho em. Cửa lốp đây rất là đẹp, là xăng lốp bốn bánh nhá. Cốp của chiếc xe đây, em này cũng được trang bị màn hình cam lùi rồi. Đấy, rất là đầy đủ. Cốp của chiếc xe đây ạ, rất là sạch sẽ luôn, xước xác rất là ít, được sạc rất là ít thôi. Lắp cốp đây ạ, lắp cốp đây. Lắp cốp còn nguyên hết, xe rất là đẹp, giá rất là mềm thôi. Gầm bệ của chiếc xe đây ạ, rất là đẹp. Bồn hơi hàn một chút thôi, gầm bệ rất đẹp đi, cực kỳ là chắc chắn. Cửa giả đóng thì đúng mà, rất là nhẹ nhàng. Là răng đúc vậy ạ, đúc luôn nhé, không phải là giả vờ đúc đâu ạ. Bồ lô ghế lì táp đi đây, sau bên phụ đây ạ, rất là đẹp, điều chỉnh đây. Tất cả rất là đẹp, rất đẹp luôn, nguyên hết luôn. Ốp lốc đẹp, về mưa chân kính ốp lốc này trông rất là đẹp luôn. Còn đây là cánh trước bên phụ nhá, bên trước quạt táp lô đấy. Táp đi cực kỳ chất luôn.
chỉ này. Điều chỉ đây nguyên hết luôn ốc bàn này. Vừa rồi thì em Khởi cũng đã đi test qua một vòng ngoại thất rồi sơn xi của chiếc xe cho quý anh chị và các bạn xem và tham khảo. Nếu như quý anh chị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009, động cơ máy là 1.1 với mức giá chỉ 155 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Em nhầm sang 2010 trên nhau 10 triệu. Em này chỉ có 155 triệu đồng thôi, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn. Nếu như quý anh chị và các bạn nào quan tâm cứ gọi điện trực tiếp cho Khởi qua số điện thoại là 0962 223 111 để được hưởng cái giá ưu đãi nhất, kèm theo bản cam kết xe không lấp xô ngập nước. Bây giờ thì em mời quý anh chị và các bạn cùng em vào trong khoang xe, khoang nội thất, kiểm tra những trang thiết bị của xe nó được trang bị xem nó còn hoạt động bình thường thoải mái hay không. Nội thất đấy ạ, khoang lái đấy ạ, rất là sạch sẽ, ghế lì theo xe vẫn còn nguyên, xe rất là đẹp. Vô lăng đấy ạ, để phát lổ luôn, còi kêu còn hoạt động rất là tốt luôn, đèn đóm này, điều hòa đấy ạ, điều hòa thì mát lạnh bút tay rồi. Đấy, mát buốt hết tay luôn, rất là mát rất là sâu. Màn hình đây ạ, màn hình cam đùi đầy đủ, lên xuống kính đây ạ, rất là nhẹ nhàng êm ái luôn. Đấy, chưa có một chút nào là lặng nhọc chữa lại cả, rất nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng êm ái luôn. Em này em phiên bản hai đèn trần nhé quý chị các bạn. Nội thất đây, ghế lì còn nguyên luôn, ghế lì nguyên luôn theo xe, còn rất là đẹp luôn. Rất đẹp, gạt mưa đấy ạ, phun đấy, tươi rồi tỏi, gạt rất là sạch và còn rất là êm luôn, rất là êm ái luôn. Vừa rồi thì em đã test qua một vài cái trang thiết bị mà xe được trang bị cho quý anh chị và các bạn xem và tham khảo rồi. Bây giờ em mời quý anh chị và các bạn cùng em đi test qua cái khoang máy của chiếc xe rồi đến khối động cơ xem nó có hoạt động bình thường êm ái không nhá. Và ngay trên màn hình nhỏ của anh chị và các bạn là cái khoang máy của chiếc xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, động cơ máy là 1.1 với mức giá chỉ 155 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc ạ. Khoang máy đã rất là sạch sẽ, khoang máy đã rất sạch luôn, cực kỳ sạch đẹp luôn. Lắp cả bộ ạ, tất cả còn đều nguyên zin hết luôn. Gió nó hơi to, rất hơi ổn, mong quý anh chị các bạn xem video của em thông cảm cho em. Tất cả còn đều nguyên zin, động cơ còn rất là chất luôn, có động cơ hoạt động thì cực kỳ ổn định, không có một chút rung lắc nào cả, động cơ hoạt động cực kỳ là êm ái luôn, một chút tiếng động lạ cũng không có luôn, nó cũng chịu khoản ấy, lổ cực kỳ là chất, rất là êm luôn, động cơ hoạt động rất là êm ái, ngoài tiếng động cơ hoạt động ra thì không có một chút tiếng động lạ nào cả. Nếu như quý anh chị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, động cơ máy là 1.1 với mức giá chỉ 155 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc, quý anh chị và các bạn cứ liên hệ ngay trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0962 223 111 để được hưởng cái giá ưu đãi nhất, kèm theo bản cam kết xe không đâm xô không ngập nước, giấy tờ chuẩn chỉnh 100% về mặt pháp lý. Quý anh chị và các bạn nào rỗi rãi về mặt thời gian, quý anh chị và các bạn cứ ghé qua chợ ô tô cũ số 1 Hưng Yên, ngay cạnh trạm thu phí quốc lộ 5 cũ hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng, ngay mặt đường 5 thôi, là quý anh chị và các bạn sẽ có mặt tại chợ bên em, ôm vô lăng lái thử xem có đúng như em Khởi giới thiệu vào kết hay không, hoàn toàn free. Quý anh chị và các bạn chỉ mất tiền khi nào quý anh chị và các bạn bỏ tiền ra mua xe thôi. Quý anh chị và các bạn xem video của em Khởi, những quý anh chị và các bạn nào mới
đăng ký kênh của em Khởi rồi thì quý anh chị các bạn cho em Khởi xin một like ủng hộ em. Còn những quý anh chị và các bạn mới xem video của em lần đầu thì quý anh chị các bạn cho em Khởi xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ em Khởi. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn và bà con cô bác đã đồng hành và ủng hộ em Khởi. Em xin chào quý anh chị và các bạn, em xin gửi một lời cảm ơn chân thành đến quý anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Em xin kết thúc video tại đây.